Tin nóng, Hòa Bình dự kiến quy hoạch 40 sân golf. Theo đó, tỉnh Hòa Bình đề xuất phát triển 21 sân golf đến năm 2030 và thêm 20 sân đến năm 2050. Theo hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh này đưa ra kế hoạch phát triển sân golf và định hướng không gian sử dụng đất cho phát triển kinh tế ban đêm. Cụ thể, trong giai đoạn 2021 đến 2030, 21 sân golf dự kiến được phát triển trên địa bàn tỉnh, chủ yếu tập trung tại khu vực thành phố Hòa Bình và các huyện Lương Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy, Kim Bôi. Giai đoạn 2031 đến 2040 phát triển thêm 10 sân golf và đến năm 2050 tiếp tục phát triển thêm 10 sân golf. Tổng số đạt khoảng 40 sân golf lớn nhỏ khác nhau. Một số sân golf được tỉnh đề xuất ưu tiên thu hút đầu tư như dự án sân golf tại xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình với diện tích 85 ha, tổng vốn đầu tư 414 tỷ đồng, sân golf tại xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình 85 ha, 414 tỷ đồng, sân golf tại xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình 85 ha, 414 tỷ đồng. Cũng theo dự thảo, Hòa Bình đưa ra định hướng không gian sử dụng đất cho phát triển kinh tế ban đêm. Theo đó, tỉnh dự kiến triển khai thực hiện hai mô hình phát triển kinh tế ban đêm tại một số địa phương trong tỉnh, gồm chợ văn hóa du lịch chợ đêm tại xóm Lác, xã Triềng Châu, huyện Mai Châu, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, phường Phương Lâm và phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Hãy comment ý kiến của bạn và follow kênh để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!